Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã và đang dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư các công trình cấp nước ở khu vực này, gắn với tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng. Ghi nhận tại huyện vùng cao Simacai, một trong những địa phương đang nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Chu Điền Trải được đầu tư xây dựng năm 2007. Mặc dù đã qua gần 20 năm sử dụng, nhưng do thường xuyên được sửa chữa bảo dưỡng, ý thức tốt của người dân trong sử dụng, nên công trình vẫn phát huy hiệu quả. Từ khi được nhà nước hỗ trợ xây và kéo nước thì không còn khổ như ngày xưa nữa. Bây giờ nước về từng hộ gia đình rồi, gia đình có công việc gì cũng không lo thiếu nước như xưa, phải đi gánh về. Tuy là nước rất là thoải mái nhưng mà gia đình chúng tôi vẫn là sử dụng rất là tiết kiệm ạ. Lúc nào mà bể đầy thì nhà chúng tôi cũng khóa lại và khi sử dụng thì cũng hứng vào chậu để tiết kiệm ạ. Từng là thôn thiếu nước sinh hoạt nên khi công trình được bàn giao cho thôn quản lý cùng với tuyên truyền bà con sử dụng nước tiết kiệm thì các quy định về quản lý bảo vệ công trình cũng được đưa vào quy ước cương ước. Vì vậy, tất cả 143 hộ dân của Chu Điền Trải đều được sử dụng nước ở vệ sinh. Thường cũng họp thôn thông qua là ai phá hộ cũng phải phạt, xử lý phạt xong là giờ thì các hộ cũng nhà nó cũng có vài rồi, cái nhà nào cũng có bể rồi. Bây giờ thì về cái nước sạch này thì cũng bây giờ bà con cũng rất là ủng hộ rồi, cũng bây giờ cũng không có gì tranh chấp về nước sinh hoạt. Hỏng hóc đâu thì cả thôn cũng có trách nhiệm và đi tu sửa. Simacai hiện có 82 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó 17 công trình hoạt động hiệu quả, 61 công trình hoạt động kém bền vững và 4 công trình ngừng hoạt động. Để nâng cao hiệu quả, huyện chỉ đạo đổi mới công tác quản lý vận hành các công trình cấp nước tại cộng đồng. Trong cái thời gian tới đấy, tuyên truyền cho người dân, thứ nhất là phải bảo quản cho nó tốt, trồng rừng và đồng nguồn, rồi là tất cả là duy tu bỏ dưỡng thường xuyên để cho các hộ gia đình là có nước. Giao cho người dân thì người dân phải có trách nhiệm trong cái vấn đề là duy tu bỏ dưỡng thường xuyên để cho dân được sử dụng cho nó tốt. Với mục tiêu đến năm 2025, có 94% số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn. Simacai đang tích cực đầu tư nâng cấp, đặc biệt là xây dựng thêm 5 cụm công trình cấp nước sạch tại các xã thị trấn trên địa bàn, giá trị đầu tư gần 246 tỷ đồng.